dọc hàng rào, nhà mình có trồng mấy cây bông hồng, chiết từ nhánh. Những cái bông hồng này mình chiết từ nhánh thì ở phần phía dưới, nghĩa là mình có giống như thường thường mình cắt một cái nhánh bông hồng khi nó nở bông rồi đó, thì nó sẽ có những cái mắt á, mình đếm khoảng chừng 3-4 mắt, khoảng chừng một gang tay gì đó, thì mình cắt sát cái nhánh mà nó có cái lá mộc á, thì mình lấy đồ cái dao á, mình cạo ra, rồi mình mới nhúng vô nước, rồi mình mới nhúng vô cái bột mà nó mọc rễ đó, hoặc là mua bằng nước cũng được, mà nó để là hormone á. Root hormone á, là để ra mà là cho mọc rễ, thì mình chấm vô đó xong rồi á, mình mới lấy cây đũa mình đâm xuống đất cho nó có một cái lỗ, rồi cái mình để cái nhánh của mình vô, rồi mình đắp đất lại cho nó thật chặt cái rễ, đừng cho nó nhúc nhích, thì sau một thời gian thì nó sẽ mọc thành cây. Nhưng mà cái đó là cũng giống như hên xui lắm, có khi được hay không á. Nhưng mà mình thấy là những cái cây bông hồng này của nhà mình chắc có lẽ nó là cái giống dễ mọc hay sao á, mà nó đã mọc được hết trơn rồi, mọc được thành cây rồi. Lúc trước thì cái rễ nó bị bệnh một chút, nó có đốm trắng, sau khi mà mình dọn dẹp cái gốc của nó thì nó phát triển mạnh hơn. Và mấy hôm rồi mình thấy cây hồng của mình nó phát triển rất là mạnh, nó ra rất là nhiều đọt nè. Còn bên đây là mạnh nhất nè, nó có nhánh luôn, 3-4 nhánh bên đây luôn, nhánh lá tươi tốt nè, nó chĩa ra đó, từ cái nhánh nhỏ xíu mà bây giờ nó ra thành một bụi cây luôn, và nó có nhiều nhánh con ha. Ok, mình sẽ coi như là cũng nhiều cắm thử thì nó mọc cũng nhiều, thôi bây giờ mình đi qua phía bên kia cho mọc rễ. Còn cái này là những cái cây mà mình nhúng ở trong nước, mà mình không có, hay là mình không có nhúng gì hết, vì mình thử làm coi nếu như vậy thì nó có được hay không á. Thì hôm trước thì mình có một cái cây bông hồng mà cái phía dưới này nè nó bị phù ra đó, nhưng mà cuối cùng thì mình không có thấy nó mọc rễ trắng như vậy, thì mình cũng đã có bạn hỏi thì mình cũng đã trả lời đó. Khi mình thấy cái phần phía sau này nó phù ra, tưởng là nó là mọc rễ nhưng mà nó không mọc rễ trắng, nhưng mà cái cây này nè thì nó lại có mọc rễ nè, rất là tốt. Cây này đã giống như là mạnh nè, mạnh đủ để mà mình chôn xuống đất để mình trồng liền nè, nó có rễ rồi nè, nó tốt quá ha. Cái này gọi là rễ trắng thì rất là tốt khi mà mình cần phải dâm cành đó. Ok, thì mình sẽ đi ra phía trước và mình nói cái cây bông hồng phía trước nhà mình trồng. Và thường thì cái nước mình cứ ngâm vậy rồi mình không có để ý, mình không có thay nước hay gì hết trơn á, rồi tự nó mọc. Nhưng mà cái nhánh này đầu tiên hết trơn á là mình phải cắm vô một cái ly ha, chứ không phải là nằm như vậy, mà mình phải cắm vô một cái ly nước á. Cái bình nước á, bình nước giống vậy nè, mình cắm vô đây vậy nè, cắm vô vậy nè, đó, được à. Đó là có người nói cho mình biết là cây này cây mai dây, tại vì mình thấy cây này nó rất là đẹp, có bông màu vàng y hệt bông mai vậy đó, ha. Thì lúc đó mình cũng ngâm thì bây giờ đã mọc như vậy nè, cũng một khoảng thời gian lâu rồi mình không có update cây này ha. Giờ cái cây của mình nó mọc bự như vậy nè, hôm đó thì mình cũng cắm 2-3 cây lận. Nhưng mà chỉ có một cây này sống nè. Hiện giờ thì nó ra hoàng xuống, nó cũng đẹp quá nè ha. Đó. Thì cái nhánh chính của nó là tới đây. Tới đây. Xong rồi á thì ở đây là những cái nhánh con. Thì nó mọc á, thì nó sẽ hoàng xuống. Thế mình chỉ thử nghiệm thôi. Nhưng mà thấy nó được. Khi mình gieo giống gì á, mình không có, cũng như mình là quá trông chờ rồi mình lại mình cứ khiều nó lên hoài hay gì thì nó sẽ động gì, nó không có ra cho mình đâu. Mình cứ làm với cách như là được thì được, không được thì thôi. Thì mình thấy nó được rất là nhiều cây cho mình. Ở đây thấy không? Cái lá này thấy không? Nó cũng rớt xuống như nó tự mọc rồi, thấy không? Cái lá này trong vườn mỗi khi mình trồng nó lâu năm, cái vườn nhỏ nhỏ ở phía sau nhà mình nó được lâu năm thì nó mọc ra rất là nhiều cây luôn. Ôi, nói tới đây thì sẵn đây nói luôn, thấy cái nào nói cái đó. Đây là cây khoai mãng nhà mình nè, thấy không nè. Nhà mình có một cây khoai mãng mà mình không có đào, không bao giờ đào hết trơn á. Nó cứ mọc rồi chết lên chết xuống vậy đó. Đó là cây gì đó nè, đó. Thôi mình đi ở phía trước mình cho coi cây
cho bông hồng mà mình đã trồng từ nhánh nữa ha. Kế tiếp thì mình sẽ quay những cái nhánh bông hồng mà mình cắm xuống đây và nó đã mọc thành cây hết rồi ha. Và đây là một cái bông hồng ở phía sau mà mình nói là cái bông hồng của mình nó biến chuyển nhiều màu đó. Từ lúc ban đầu khi nó ra đó thì mình thấy nó là màu vàng, sau từ từ thì nó ửng lên màu đỏ và nó màu này nó rất là đẹp, nó đặc biệt lắm. Và mình đã khi mình nó ra bông thì mình đã cắt một cái nhánh bông từ bao nhiêu đây thôi, có chừng 2 tấc thôi đó, xong cái mình ngâm vô nước giống như hồi nãy đó, ngâm vô một lượt luôn. Thì cái cây này là cây không ra rễ mà mình chỉ thấy là nó ra những cái lá như vậy nè, và mình thấy nó là nó mạnh, nó không có rễ nhưng mình nhìn thấy nó mạnh, nó có sự sống. Mình đã chuẩn bị đất ở chỗ này, chuẩn bị đất chỗ này á, xong cái mình chôn nó xuống ha. Mình phải đè cái phần đất này nè cho nó cứng để đừng có nhúc nhích. Thì mình dồn nó thì hiện giờ thì giống như nó đang tươi tốt đó. Để mình để mấy cây để đặng đừng có cho có con gì nó lợi nó phá đó, cho con nhà mình nó phá đó, thì mình trắng tùm lum tùm lum ở đây đó. Rồi mình cũng phải coi chừng, mình bỏ thuốc trừ ốc sên hay là cái gì mà mình có đó, thì mình nhớ rải dưới này để cho nó đừng có ăn cái cây non này, để cho cây non này nó mạnh lên đã, rồi hả nó mới có đủ sức để nó chống lại với những cái sâu bọ đồ này nọ. Đây phía bên đây nữa mình cũng đã cắm và mình cũng làm thử vậy á, thì nó cũng đang mọc, nhưng những cây bên đây là nó còn ốm yếu lắm, nó không có mập mạp, nó cần phải được chăm sóc dữ lắm đó. Vậy đấy ha, xong rồi đó, cái video của mình là về cắt nhánh ôm này nọ. Còn cái này là lâu lâu mình làm chơi, nếu mà mình không có kiếm mua được cái bông màu nào mà mình thích á thì mình hả làm cái